chào em. Chào em. Chào em. À, mình tên gì ạ? À, em tên Nguyễn Thị Anh Thư ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của mình là gì ạ? Em vậy à? Chơi lại. Sao? Quên đập tay dù sao phải đọc cái này. Làm thì rồi cũng không à, nha. Không chưa? Có mày được chưa? Chở rồi. Mình sinh sống ở đâu ạ? Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quê của mình ở đâu ạ? À, quê em ở Vĩnh Long. Nếu như mà mình may mắn nhận được giải thưởng đó, thì mình có ý định gì với số tiền này không ạ? À, em nghe nói là được tăng đồ rồi sau đó lại thì em muốn chia sẻ với mọi người là có cái phần quà nào đó. Tại vì gần Tết nên muốn lì xì cho mẹ. Cười. Quê ở đâu? Tỉnh Long em gì đó. Vĩnh Long. Ồ, lấy tiếng Hàn chưa con? Chưa cùng. Ồ. Mấy tuổi vậy? 21살입니다. 21살. Wow. 어디 살아요? 저 뭐라? 하오링. 하오링, 관하이. 오. 어떻게? làm sao đây em tên gì? Tên Thư. Thư à? Hôm nay sao đẹp? Hôm nay sao đẹp? Hôm nay sao đẹp? Mắt cướp à? Ok. Thảo ơi, chị Thảo. 여기 베트남 호치민 미술관입니다. 왜 왔어요? 저요? 촬영 하러 왔어요. 근데 왜? 지금 카메라 때문에 금지. 자. 여러분 여기 촬영 안 돼요. 카메라로 촬영 안 돼요. 예. 핸드폰은 괜찮은데. 네, 오케이. 베트남 스타일. 베트남 스타일. 네. 真的真的 một từ một cái thôi một cái này trả quà ở đây một là quà hai là được lấy cho em cầm ý rồi, ngại cho em cầm ý rồi, vậy cho nó cầm đi nó ngại kìa nó cầm nó lá thôi giờ bỏ nó lá rồi một thứ để bị cột rồi nó đổi nó lá xinh hơn mà ta lá xinh hơn hả? Ý là đẹp mà một nó lá dễ thương hơn. Ô vậy Trương cầm luôn đi lá luôn hả? Ừ cầm quạt hả? Cầm quạt luôn. Trời ơi. Cầm luôn đi gì ra đâu. Tháo cái vòng của anh ta. Giữ cho. Mình muốn luôn hơn á. Diễn đeo vòng. Sao? Ok từ từ. Để anh kịp diễn sao em diễn. Diễn sao? Kêu bạn diễn đi. Ừ.
cái này thằng đi tham quan cho mình hay hả? Dạ. Cái này đi đâu? Đi tham quan vào nào đó. Dạ. Cất hết máy nha, lấy điện thoại nha chú. Dạ. Không cho quay máy hả? Không cho quay máy. Ở ngoài thôi được chú? Ngoài cũng không được, đã là khuôn viên bảo tàng là không có sử dụng đến máy cơ. Nếu mà đi tham quan thì sử dụng điện thoại thôi nhá. Nhắc mấy lần rồi đó. Điện thoại không được. Điện thoại được. Camera ảnh được. À, không được. Chứ còn nếu nhìn thấy nó bắt ra gọi ra là bên bản á, trước. Dạ dạ. Nhắc hai lần. Dạ dạ dạ. Cái máy đi nhá. Làm sao đây? Dạ, trời. Ok, tên một cái lưng đấy. Đầu tiên em nhìn dưới đất nha. Nhìn đất 3, 2, 1. Em nhìn nó cái cành cây đó. Không, em cười cho cái nhẹ cái rồi bước đi nha. Bây giờ là nhìn xuống đất. Rồi, nhìn xuống đất. 3, 2, 1 mới nhìn lên cây. Không rồi, cười nhẹ cái là đi luôn. Rồi, nhìn xuống đất đi em. Nhìn xuống đất đi rồi á. Không, Việt. Rồi, nhìn xuống đất đây, nhìn xuống cái chậu này đi. Đúng rồi, ok, nhìn lên. Cái chân dưới nó vụn nha. Rồi, nhìn xuống đất đi. Em bắt đầu từ kia nha. Đây, nhìn anh này, nó nghe nói này, nhìn, quay lưng hướng kia, anh kêu 3, 2, 1 nhìn xuống đất. Nhìn anh đây, rồi đi thẳng. Ok chưa? Rồi, máy chạy. Máy chạy chưa, máy chạy. 3, 2, 1. Em nhìn xuống đây, nhìn xuống đây, nhìn xuống đã. Rồi, nhìn xuống đây, rồi 3, 2, 1, nhìn xuống đất nè. Rồi, nhìn xuống đây nè. Rồi, rút đi nào. Rồi, đi đi đi. Cứ đi 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 đi. Em ơi, stop. Sao hả? Rồi, lại nha. Lại một chút y chang hồi nãy luôn. Đi trước đi. Đi trước chứ. Rồi, các bạn cái nón này.
nhìn phía trước, cứ nhìn phía trước vậy hả thôi. Em nghĩ có cái nói cho anh nghe, anh chị ba hay là nói dùm chỗ đó. Vâng. Rồi. Đó rồi, tay cầm như vậy, 3, 2, 1, em xoay cái nón, xong rồi, em vừa đưa cái nón lên, em đổ cái đầu dùm anh, xong rồi đứng lên nhìn, dùm anh đó nha, hết xé cái bạn em ơi. Để nằm cái nón kìa. Bây giờ mình cái nón này xem dùng 3, 2, 1, 2. Kretschi!
Em mưng như nó rồi em lấy ra liền. Không ngờ đi vô chỗ nhỏ này thì